Xin chào quý vị quay trở lại với tin người Việt Canada, bản tin thứ 5 và là ngày cuối cùng của tháng 2 không biết quý vị đã trải qua một ngày như thế nào? Có những chuyện buồn vui như thế nào quý vị có thể chia sẻ với Julie được hay không? Và ngày hôm nay tại thành phố Calgary thì nắng ấm hơn những ngày đầu tuần và Julie biết rằng nhiều quý vị tại tỉnh bang Ontario, Quebec hay là ở những vùng Maritime đã phải trải qua một thời tiết đột ngột thay đổi trong ngày hôm nay và mong rằng là quý vị sẽ không bị ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống và công việc. À, tuy nhiên, thưa quý vị, cập nhật tin tức thật không vui khi mà trong ngày hôm nay thì lũ lụt đã tàn khốc dẫn đến việc di tản và đóng cửa đường phố tại Sussex của New Brunswick. Thưa quý vị, trong bản cập nhật được phát hành vào đầu ngày hôm nay, thị trấn được cho là đã kích hoạt kế hoạch ứng phó thảm họa của cộng đồng ở mức cao nhất và đề nghị người dân hãy tránh đi trong một khu vực do đường đã bị ngập. Chúng tôi đã di tản 12 người vào lúc 4 giờ sáng ngày 29 tháng 2 và hầu hết cư dân bị ảnh hưởng đều được yêu cầu trú ẩn tại chỗ. Một nơi trú ẩn ấm áp tạm thời đã được mở ra tại số 1067 của Main Street và cư dân bị mất điện đang được khuyến khích lần sử dụng những cơ sở vật chất tạm thời tại trung tâm. Thị trấn cũng đã thông báo sẽ đóng cửa đường phố do mực nước dâng cao vào suốt ngày đêm hôm nay. Những địa điểm này bị cấm lưu thông và việc truy cập xung quanh địa điểm cũng bị hạn chế. Và thưa quý vị, vào khoảng 7 giờ 40 phút sáng cùng ngày, thị trấn thông báo rằng họ sẽ không cung cấp thông tin cập nhật về việc đóng cửa ở từng con phố do số lượng đường phố hiện bị ngập đã quá lớn và giao thông không được thông báo trên hầu hết các tuyến đường ở trong thị trấn vào thời điểm này. Đồng thời cho biết thêm, những người ứng phó đầu tiên đã có mặt trong cộng đồng và giúp đỡ những cư dân bị ảnh hưởng xin vui lòng hãy kiểm tra hàng xóm và những người thân yêu của quý vị khi mà chúng ta đang phải đối mặt với một trận lũ lụt tàn khốc. Và cảm ơn các nhân viên của thị trấn, lính cứu hỏa, tất cả những người đã và đang làm việc suốt ngày đêm để có thể giúp đỡ những cư dân. Và may mắn thay cho thị trấn, khoảng 4.300 người dân ở đây, lượng mưa được dự báo sẽ giảm xuống trong ngày hôm nay và cơ quan môi trường Canada cho biết rằng lượng mưa khoảng từ 2 đến 4 mm sẽ tiếp tục tồn tại trước khi chuyển thành tuyết và ngừng hẳn vào khoảng giữa trưa, nơi mà có cả mặt trời và mây xuất hiện thì mà nhiệt độ dự kiến sẽ là 8 độ C. Thêm vào đó, thưa quý vị, một thông tin mới nhất khi mà khói cháy rừng kéo dài 2.000 km từ Texas tới Canada. Đây có lẽ là một tuần không mấy thuận lợi, đặc biệt là ở tỉnh bang Ontario khi mà bầu trời mù mịt và khói cháy rừng từ Texas chuyển sang đó có thể là điều cuối cùng mà quý vị sẽ chứng kiến giữa trận chiến mùa xuân và mùa đông năm nay và một số người có thể đã nhận thấy rằng đám mây mù màu cam trên bầu trời vào sáng ngày hôm nay khói từ các vụ cháy rừng ngoài tầm kiểm soát ở texas thưa quý vị đã lan đến toàn vùng đông bắc hoa kỳ và thậm chí là cả miền nam của tỉnh bang ontario Tuy nhiên, khói sẽ không ở lại lâu vì cơn bão tháng 2 mạnh và những cơn gió đi kèm với nó sẽ nhanh chóng xua tan khói này. Và những người dễ bị ảnh hưởng một lần nữa bởi khói cháy rừng vẫn được khuyến cáo, đặc biệt là những người mắc bệnh về hô hấp từ trước có thể yên tâm rằng chất lượng không khí sẽ tốt hơn vào ngày mai và khói ở độ cao vừa đủ sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng không khí tại tỉnh bang Ontario vào ngày mai. Thưa quý vị. Tô Yến Canada, quà tặng sức khỏe cho gia đình, miễn phí giao hàng tận nhà cùng với nhiều quà tặng. Xin gọi 514-996-6679. Và tiếp theo thông tin, đây sẽ là chi phí để quý vị có thể phát triển với một mức lương làm việc duy nhất ở Toronto. Theo một báo cáo mới nhất cho thấy rằng chi phí phát triển hàng năm của một người trưởng thành trong độ tuổi lao động ở Toronto phải là 61.654 sau thuế. Thưa quý vị, một nghiên cứu mới của Viện Wellesley phát triển mạnh trong thành phố đã được công bố vào đầu tuần nhằm mục đích định lượng số tiền mà một cá nhân cần kiếm được để có thể có đủ sức khỏe về mặt thể chất, xã hội và tâm lý và sống tại thành phố Toronto. Tình vượng không chỉ là đáp ứng được nhu cầu cơ bản về thức ăn và nơi ở, mà nó còn phải bao gồm việc kết nối với cộng đồng và gia đình của quý vị học tập, bảo đảm an ninh tài chính lâu dài của một người. Và con số thịnh vượng đó được tính cho người một người độc thân ở độ tuổi 25 đến 40 tuổi hiện nay ở thành phố Toronto là lên tới 61.654 đô và lên tới 83.680 đô ở Mississauga. Trong đó, xem xét lại hai kịch bản, một người thuê nhà ở Toronto không có xe hơi và một chủ sở hữu chung cư ở Mississauga có một chiếc xe hơi thưa quý vị con số này cao hơn nhiều so với thu nhập ở mức lương tối thiểu là 16 đô 55 cent mỗi giờ hiện nay cho những người làm việc toàn thời gian, tức là 35 giờ mỗi tuần và 25.994 đô sau thuế là số tiền mà họ sẽ nhận được. Báo cáo này cho thấy chi phí cao nhất liên quan đến các khía cạnh cơ bản của cuộc sống chẳng hạn như là nơi ở, phương tiện đi lại và tiền tiết kiệm. Một cá nhân kiếm được một mức lương đủ sống, một mức tối thiểu cần thiết để có thể trang trải chi phí ở đây lên tới 25 đồng 5 sen mỗi giờ hoặc phải là số tiền 45.591.000 mỗi năm trước thuế ở khu vực Crater Toronto. Hoặc là 45.591 đô mỗi năm trước thuế tại khu vực Crater Toronto. Và đó chỉ là 74% chi phí cần thiết để có thể phát triển ở Toronto và chỉ có 54% đối với những người sống ở vùng ngoại ô. Nghiên cứu này cũng cho thấy chi phí sinh hoạt ở vùng GTA đã tăng vọt kể từ khi mà Viện Wellesley lần đầu tiên thực hiện nghiên cứu phát triển mạnh trong thành phố vào năm 2017, tăng 33% đối với người lớn độc thân ở Toronto cùng với chi phí nhà ở, đi lại, tiền tiết kiệm đủ để có thể nghỉ hưu đóng một vai trò là động lực lớn nhất của sự gia tăng. Ước tính chi phí thiết yếu trong chính lĩnh vực chính của cuộc sống dựa trên nghiên cứu hiện có, thưa quý vị, chẳng hạn như là báo cáo thị trường cho thuê và dữ liệu thống kê của Tập đoàn Thế chấp Canada đã cho biết. Đáng chú ý nhất, giá thuê trung bình trên thị trường cho một căn nhà, một phòng ngủ ở Toronto là 21.008 đô một năm, tức là 1.750 đô mỗi tháng, trong khi việc mà sở hữu một căn nhà một phòng ngủ ở Mississauga lên tới 36.228 đô mỗi năm và có tính đến các khoản thanh toán thế chấp, thuế tài sản và nhà ở, bảo hiểm. Giá thực phẩm trung bình là 5.310 đô mỗi năm, chi phí vận chuyển là 2.877 đô và chi phí chăm sóc sức khỏe, bao gồm bảo hiểm và thuốc không kê đơn là 2.436 đô. Và sự tham gia xã hội bao gồm sách, internet, có điện thoại thông minh hoặc là chuyến du lịch ở mức 7.356 đô mỗi năm. Và mặc dù một số chi phí nhất định như là sự tham gia xã hội hoặc là những, những hoạt động giải trí có thể giảm xuống, nhưng mà chi phí cao nhất là những chi phí cơ bản như là chỗ ở và do đó sẽ chỉ có ảnh hưởng tối thiểu đến chi phí hàng năm mà thôi. Và tăng mức lương tối thiểu là một bước tiến quan trọng, nhưng mà theo các nghiên cứu đã kết luận rằng mức lương tăng tối thiểu khó có thể đủ hỗ trợ cho một trạng thái hạnh phúc thịnh vượng của một người hiện nay nếu như chúng ta không thể tăng lương đến mức mà mọi người có thể phát triển được thì chúng ta phải giảm chi phí cho những thứ thiết yếu như là nhà ở thực phẩm tiện ích và giao thông và chúng ta cũng cần phải bảo đảm rằng mọi người đều có quyền tiếp cận thích hợp với sự chăm sóc và hỗ trợ mà họ cần điều này không nên được coi là tùy chọn nếu chúng ta không làm điều đó ngay bây giờ thì chúng ta sẽ phải trả giá cho việc đó trong tương lai. Theo giám đốc điều hành của Viện Wellesley đã chia sẻ và Julie nghĩ rằng đây cũng là những ý kiến mà quý vị rất đồng tình. Ví dụ như là mức lương cơ bản tăng lên nhưng mà những chi phí khác lại tăng dữ dội hơn rất là nhiều và chúng không thể theo kịp được nhau. Tiếp theo cũng nói đến về vấn đề việc làm. Thưa quý vị, năm nhuận có nghĩa là một số nhân viên sẽ kiếm được nhiều tiền hơn trong khi những người khác được trả ít hơn. Một lần nữa, năm nhuận vào năm 2024 đối với một số người Canada, ngày 29 tháng 2 có nghĩa là sẽ có thêm một ngày được trả lương, trong khi những người khác có thể thấy mình phải làm việc không công vào ngày hôm nay. Alan Price, giám đốc điều hành của công ty cung cấp phần mềm nhân sự có tên là Bright SR, có trụ sở tại thành phố Toronto đã cho biết năm nhuận là một tin tốt cho những ai được trả lương theo giờ. Những nhân viên làm việc theo giờ vào ngày 29 tháng 2 sẽ được trả lương như bình thường. Điều này ngụ ý rằng họ phải được trả lương cho tất cả những số giờ mà họ làm việc trên thực tế, bao gồm cả những ngày làm thêm trong tháng 2 giống như bất kỳ một ngày nào khác. Những nhân viên được trả lương hàng tuần hoặc là hai tuần cũng sẽ được trả lương như bình thường cho ngày làm thêm hôm nay. Tuy nhiên thưa quý vị, một số nhân viên làm công ăn lương được trả lương hàng tháng hoặc là nửa tháng một lần vào ngày 15 và một lần vào cuối tháng thì đối với những nhân viên làm công ăn lương như vậy Price cho rằng đây có thể là một sự may mắn khó khăn. Nếu họ đã làm việc vào ngày hôm nay 29 tháng 2, họ sẽ không đủ điều kiện được trả thêm tiền cho ngày làm thêm, trừ khi mà hợp đồng lao động của họ có quy định khác. Những nhân viên được trả lương với một mức lương tối thiểu thực tế có thể sẽ kiếm được ít hơn mức lương tối thiểu trong suốt cả năm nếu như họ làm việc vào ngày nhuận. Và người sử dụng lao động nên tính đến năm nhuận để có thể tuân thủ luật lương tối thiểu của tỉnh. Một giải pháp khả thi cho vấn đề này có thể là trả lương cho những nhân viên đó làm thêm giờ hoặc là trả cho nhân viên mới mức lương hàng năm cao hơn một chút so với yêu cầu về mức lương tối thiểu. Và cách tốt nhất để có thể bảo đảm quý vị có sẵn sàng tài liệu về số giờ làm việc và số giờ được trả cho nhân viên. Một số nhà tuyển dụng đã tính đến năm nhuận khi mà tính đến số tiền cho mỗi kỳ lương. Ví dụ như là cơ quan dịch vụ công Canada đã lấy mức lương hàng năm và chi cho 26.088 để xác định mức lương 2 tuần một lần. Vì là năm nhuận nên là một năm có trung bình 365,24 ngày. Lấy 365,24 chia cho 14 sẽ được con số là 26.088 thưa quý vị. Chủ tịch quốc gia của Liên minh khu vực công Canada một trong những liên đoàn lao động lớn nhất của đất nước đã nói rằng các nhà đàm phán nên cân nhắc những năm nhuận khi mà các cuộc đàm phán hợp đồng vẫn đang diễn ra và khi mà người lao động tham gia hoặc là thành lập công đoàn họ có được khả năng thương lượng tập thể điều này có nghĩa là họ có thể thương lượng một mức bồi thường công bằng cho những ngày nhuận và cùng với nhiều thứ khác như nơi làm việc an toàn toàn diện hơn lương hưu và phúc lợi tốt hơn như tăng lương thường xuyên hơn Thưa quý vị, cơ quan bảo vệ người tiêu dùng nhà ở mới ở Ontario đang phải đối mặt với yêu cầu bồi thường lớn. Tổ chức bảo vệ người tiêu dùng nhà ở mới của Ontario cho biết rằng họ dự kiến sẽ trả cho người mua nhà hơn 90 triệu đô trong năm nay. Sự kiện yêu cầu bồi thường lớn nhất trong lịch sử của tổ chức này, sau khi có thêm nhiều đơn vị tiếp nhận và các nhà phát triển không thể thực hiện các dự án nhà ở của mình trong những tháng gần đây các chuyên gia bất động sản cho biết rằng họ đang chứng kiến một lan sóng các dự án phát triển nhà ở được tiếp nhận và các nhà xây dựng đã rời bỏ dự án trong bối cảnh mang lãi suất cao và chi phí xây dựng tăng cao tarian được thành lập để có thể bảo đảm cho các nhà xây dựng tuân thủ nghĩa vụ bảo hành của họ đối với người tiêu dùng đã cho biết sự kiện yêu cầu bồi thường bất thường năm ngoái là kết quả của sự cố về nhà xây dựng việc tiếp nhận và xây dựng cũng như là bán hàng bất hợp pháp. Mặc dù các nhà phát triển bắt buộc phải tuân theo việc mà bảo đảm xây dựng mới, nhưng nếu như người xây dựng không giao nhà cho người mua và không thể hoàn lại tiền thì người mua có thể yêu cầu tiền bồi thường từ công ty bảo hiểm và theo Tarian, người đã ký hợp đồng mua bán sau ngày 1 tháng 1 năm 2018 Tiền đặt cọc được bảo vệ lên tới 60.000 đô đối với những căn nhà có giá bán từ 600.000 đô trở lên. Và đối với những ngôi nhà có giá bán trên 600.000 đô, tiền đặt cọc được bảo vệ lên tới 100.000 đô. Và tổ chức này cũng lưu ý trong kế hoạch kinh doanh năm 2024 của mình rằng, mặc dù các dự án và những khoản tiếp nhận vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn tại thời điểm viết kế hoạch trên, nhưng mà tổng số tiền yêu cầu bồi thường đối với tiền đặt cọc của các chủ sở hữu nhà bị mất mát trong năm qua có thể vượt quá con số 90 triệu đô. Nguy cơ các công ty xây dựng mất khả năng thanh toán kết hợp với việc nhận tiền đặt cọc bất hợp pháp là một rủi ro mới nổi và có thể tăng cao do sự không chắc chắn của thị trường nhà ở hiện nay của Canada. Và Thorian cho biết rằng, không tiết lộ có bao nhiêu nhà phát triển đã không hoàn thành được dự án của mình vào năm ngoái, nhưng mà người phát ngôn của tổ chức đã cho biết tuyên bố trong kế hoạch kinh doanh mang tính hướng tới tương lai và ước tính các tác động tổng thể dự đoán đối với các yêu cầu bảo vệ tiền gửi liên quan đến một số công ty cung cấp bao gồm cả công ty statefield homes liên quan đến thủ tục về nhận tài sản và đây là những tình huống mà người xây dựng không thể hoàn thành được dự án của họ và giao cho người mua trong năm nay, họ sẽ tiếp tục giảm thiểu rủi ro về những tổn thất tương tự và trong tương lai bằng cách là tăng cường giáo dục những chủ sở hữu nhà và cải thiện phương pháp bảo lãnh phát hành của mình. Các cải tiến quy trình khác đang được điều tra, bao gồm tiêu chuẩn cho quy trình ghi danh hoặc là theo dõi và đăng ký tiền gửi cũng như là các thỏa thuận mua bán thưa quý vị. Nhưng mà các tổ chức này cũng lưu ý những khách hàng Họ sẽ làm việc với cơ quan quản lý xây dựng nhà ở để có thể theo đuổi các biện pháp trừng phạt thích hợp đối với những chủ xây dựng có liên quan và chi tiết về các lệnh trừng phạt không được cung cấp cho đến thời điểm hiện tại. Mặc dù khoản thanh toán tăng mạnh, thì chuyên gia Tharian cho biết rằng điều này dự kiến sẽ không ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng các yêu cầu bồi thường trong tương lai. Và mặc dù các yêu cầu bồi thường tiền đặt cọc là một số tiền lịch sử nhưng mà tại thời điểm này chúng tôi không tin rằng tổn thất chung sẽ có thể làm giảm khả năng của quỹ trong tỉnh trong việc đáp ứng các yêu cầu bảo hành trong tương lai do các chương trình quản lý vốn và tái bảo hiểm của chúng tôi. Những tác động lâu dài của tổn thất tiền gửi cũng sẽ được giảm thiểu nhờ vào chương trình bổ sung của chúng tôi. Không cần thiết để ngân hàng Canada cắt giảm lãi suất khi nền kinh tế vượt qua suy thoái. Thưa quý vị, một báo cáo của Thống kê Canada vào ngày hôm nay 29 tháng 2 cho thấy rằng nền kinh tế quốc gia đã vượt qua được một cuộc suy thoái vào năm 2023. Và trong khi Ngân hàng Canada có thể đã đạt được mục tiêu về kỳ vọng của mình về lạm phát, như mong muốn giảm mạnh, nhưng mà các chuyên gia cho rằng những dấu hiệu phục hồi của nền kinh tế có thể sẽ khiến cho lãi suất tăng cao cho đến giữa năm nay. Cơ quan này cho biết rằng mức tăng trưởng hàng năm của tổng sản phẩm quốc nội GDP thực tế trong quý 4 vẫn ở mức dương 1%. Và xuất khẩu tăng cũng đã giúp thúc đẩy nền kinh tế trong khi đầu tư vào nhà ở và kinh doanh giảm. Sau khi mà nền kinh tế suy thoái trong quý 3, kết quả tích cực trong quý 4 mà tin người Việt Canada cũng đã thông tin cho quý vị vào sáng ngày hôm nay, có nghĩa là Canada đã tránh rơi vào suy thoái, thường được định nghĩa là hai quý tăng trưởng âm liên tiếp. Và Statistics Canada cũng đã điều chỉnh lại ước tính trước đó cho quý 3 và cho biết nền kinh tế hiện đang suy giảm ở mức 0,5% thay vì mức giảm mạnh là 1,1% như trong báo cáo ban đầu. Dữ liệu quý 4 cao hơn dự báo mới nhất của ngân hàng Canada, trong đó dự báo tăng trưởng không đổi trong quý trước và các nhà kinh tế khác cũng đã dự kiến mức tăng trưởng khiêm tốn trong quý cuối cùng của năm, ngay cả khi nền kinh tế của chúng ta tiếp tục có dấu hiệu hạ nhiệt. Vào tháng 12, GDP thực tế không thay đổi do các ngành sản xuất hàng hóa bị thu hẹp và cuộc đình công của công nhân khu vực công Quebec đã đè nặng lên tăng trưởng. và ước tính sơ bộ cho thấy GDP thực tế tăng 0,4% trong tháng 1. Ngoài năm 2020, tăng trưởng kinh tế năm 2023 tăng với tốc độ chậm nhất kể từ năm 2016. Và Phó Giám đốc Kinh tế Bắc Mỹ tại Capital Economics nói ở trong báo cáo GDP quý 4 là một báo cáo hỗn hợp đối với các nhà kinh tế. Và mặc dù mức tăng trưởng hàng năm ở mức 1%, không có gì đáng chú ý, khi mà các nhà quan sát coi mức tăng trưởng khoảng 2% hàng năm như một thước đo cho sự tiến bộ vững chắc. Ngay cả những mặt tích cực nhỏ cũng là lớn nếu như xét đến những kỳ vọng đối với nền kinh tế vào năm mới. Và đó một tin tốt ở chỗ, là vào thời điểm này năm ngoái hầu hết các nhà kinh tế đều dự đoán rằng việc ngân hàng Canada tăng lãi suất nhanh chóng sẽ đẩy nền kinh tế của chúng ta vào suy thoái. Nhưng rắc may, nó đã không xảy ra. Nền kinh tế Canada đã chậm lại dưới sức nặng của lãi suất cao hơn khi mà người tiêu dùng đang hạn chế chi tiêu, làm chậm doanh số bán hàng của các doanh nghiệp. Nhưng cho đến nay, nền kinh tế đã tránh được tình trạng suy thoái mạnh do tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục dao động quanh mức trước đại dịch. Và có vẻ như Ngân hàng Canada đã vượt qua tình trạng khó khăn của lạm phát, nhưng mà nền kinh tế đang qua suy thoái, mất việc làm đáng kể. Chắc chắn nền kinh tế vẫn có thể rơi vào một tình trạng suy thoái vào cuối năm 2024, đặc biệt khi mà các nhà kinh tế cho rằng kỳ vọng của các nhà bán lẻ sẽ chứng kiến lượng hàng tồn kho tích lũy của họ giảm mạnh trong quý này. Đối với những dấu hiệu tăng trưởng sắp xảy ra, ví dụ như là đường ống James Mountain dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm nay, nó sẽ thúc đẩy về xuất khẩu dầu của Canada tăng lên và khả năng xảy ra suy thoái kinh tế chắc chắn đã giảm khá đáng kể. Nhà kinh tế trưởng Todd Porter của BMO thưa quý vị đã cho biết trong một báo cáo gửi cho khách hàng vào ngày hôm nay 29 tháng 2 rằng nền kinh tế Canada đang tiến về phía trước, trích dẫn sự gia tăng đặc biệt trong xuất khẩu gắn liền với xu hướng chi tiêu mạnh mẽ từ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng tăng trưởng tuy là vẫn yếu trong bối cảnh đầu tư kinh doanh đã sụt giảm trợ lý kinh tế trưởng của rbc thì lại cho biết rằng mặc dù tăng trưởng dân số đang giúp thúc đẩy nền kinh tế nhưng mà xét trên cơ sở bình quân đầu người gdp thực tế đã giảm trong quý thứ sáu liên tiếp chi tiêu gia đình tăng lên nhờ dân số đông hơn và doanh số bán xe hơi mà cơ quan thống kê cho biết rằng chủ yếu gắn liền với việc tháo gỡ các nút thắt trong chuỗi cung ứng và quay trở lại đối với Ngân hàng Canada, nơi mà đang tìm kiếm bằng chứng về việc chi tiêu đang chậm lại và đà giảm mạnh, đang kéo dài, thì các nhà kinh tế cho biết những dấu hiệu phục hồi trong cổ máy kinh tế của chúng ta có thể có nghĩa là việc cắt giảm lãi suất sẽ không xảy ra. Điều này thay đổi rất ít đối với Ngân hàng Canada vì các điều kiện dường như không trở nên tồi tệ hơn nên không cần thiết phải cắt giảm lãi suất. Và với một mức tăng trưởng vẫn ở mức tiềm năng, thì áp lực giảm phát sẽ tiếp tục, nhưng nó đòi hỏi sự kiên nhẫn liên tục hơn. Và Ngân hàng Canada được cho là sẽ giữ lãi suất ổn định trong quyết định tiếp theo vào ngày 6 tháng 3 thưa quý vị. Còn không biết quý vị nghĩ như thế nào? Nhưng mà các nhà kinh tế tại RBC, CIBC và kể cả là TD Bank đều cho biết vào ngày hôm nay rằng báo cáo GDP quý 4 đã đưa ra lời kêu gọi lãi suất cần phải được cắt giảm sớm vào tháng 6. Nền kinh tế vẫn chưa thoát khỏi đáy theo cách có thể mà buộc cho Ngân hàng Canada phải nhanh chóng chuyển sang chính sách tiền tệ nới lỏng hơn. Nhưng mà đối với việc nền kinh tế tiếp tục có dấu hiệu suy giảm, lạm phát vẫn có khả năng giảm xuống thay vì cao hơn, thì lưu ý rằng nếu không có ảnh hưởng của chi phí về lãi suất thế chấp, lạm phát hàng năm sẽ quay trở lại mục tiêu 2% của Ngân hàng Canada và điều đó sẽ ảnh hưởng phần lớn đến rất nhiều người Canada, những người đang gia hạn thế chấp của mình. Thưa quý vị, thông tin tiếp theo cho biết rằng hàng ngàn người dân nông thôn Ontario có thể có nguy cơ mất bác sĩ. Theo giám đốc y tế của một phòng khám địa phương, thì khoảng 10.000 bệnh nhân ở vùng nông thôn Ontario có thể sẽ mất bác sĩ do những quyết định tài trợ của tỉnh chia thành hai nhóm giàu và nghèo. Tiến sĩ của trung tâm y tế Thay River việc cho biết một nửa số bệnh nhân của chúng tôi ra đi mà không có những hỗ trợ bổ sung, mà tất cả chúng tôi rất cần lúc này là một đòn dáng rất lớn. Fira đã nộp đơn yêu cầu tính để có thể cung cấp 2,9 triệu đô và theo ông số tiền này sẽ cho phép họ chi trả thêm cho 8.500 bệnh nhân trong khu vực không có những nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu. Phòng khám của ông nằm ở một thị trấn nhỏ, Perth của Ontario, phía tây Ottawa thuộc quý vị, với dân số khoảng 6.500 người. Hiện nay, bệnh viện có 10 bác sĩ và hơn 10.000 bệnh nhân. Ứng dụng này dành cho hoạt động chăm sóc theo dõi, bao gồm sức khỏe phụ nữ, chăm sóc trí nhớ cho bệnh nhân xa xúc về trí tuệ, phòng khám ngoài giờ và các dịch vụ sức khỏe tâm thần. Và đó là một trung tâm chung với một phòng khám khác trong cộng đồng nhỏ hơn ở St. Lake, Ontario. Nhưng mà đầu tháng này, thì Tay River đã cho biết được rằng đơn ghi danh đã bị từ chối, trong khi nhóm y tế gia đình duy nhất khác ở Perth đã được chấp thuận và đội đó sẽ nhận được 3,1 triệu đô. Nhóm của chúng tôi đã phải đối mặt với sự đau buồn, sốc và khá bối rối. Và cuối cùng khi mà mọi chuyện lắng xuống, rõ ràng là điều này sẽ có tác động đáng kể và nghiêm trọng đến khả năng cung cấp dịch vụ chăm sóc ở mức cao nhất mà chúng tôi mong muốn, cả ngắn hạn và dài hạn. Việc thiếu kinh phí có nghĩa là phòng khám của chúng tôi sẽ không thể cung cấp các nhóm dịch vụ mở rộng như là chăm sóc ngoài giờ hoặc là chăm sóc sức khỏe tâm thần. Và ông cho biết thêm rằng điều đó sẽ gây khó khăn cho mọi người trong việc thu hút các bác sĩ mới, trong khi một số bác sĩ hiện tại đã cân nhắc việc rời đi. Mỗi người trong số họ đều viết thư cho những người chủ chốt của tỉnh để yêu cầu họ hãy xem xét một tình trạng khẩn cấp hiện nay. Quay trở lại, ông Furry cũng rất lo lắng rằng sự chênh lệch về nguồn tài trợ cho một cộng đồng nhỏ như cộng đồng của họ, có nghĩa là một bác sĩ tại phòng khám của ông, có thể sẽ bị thu hút đến các phòng khám khác trong thị trấn với nguồn tài trợ lớn hơn. Và nếu như không có gì thay đổi, trung tâm y tế tại bờ Tây của Antero sẽ phải đóng cửa sau từ 2 đến 3 năm nữa. Văn phòng Bộ trưởng Y tế của tỉnh đã nói rằng họ đã nhận được số lượng lớn đơn xin tài trợ, mặc dù không thể nói chính xác là bao nhiêu. Và cuối cùng cũng đã phê duyệt tới 78 đội với số tiền là 110 triệu đô trên toàn tỉnh. Họ cho biết sẽ kết nối với 328.000 bệnh nhân với dịch vụ chăm sóc. Nhưng mà văn phòng không đưa ra bất kỳ một thông tin cụ thể nào với lý do mà đơn vị như là của ông Tay River bị từ chối. Và cập nhật tiếp theo, dự luật 21 của tỉnh bang Quebec, thưa quý vị, tòa phúc thẩm Quebec đã đưa ra một phán quyết rằng luật về chủ nghĩa thế tục của tỉnh là hợp hiến và hủy bỏ phán quyết của tòa án cấp dưới miễn trừ các hội đồng trường học Anh khỏi dự luật này, được gọi là dự luật 21. Trong quyết định vào ngày hôm nay 29 tháng 2, tòa án cao nhất của tỉnh giữ nguyên phần lớn phán quyết của tòa thường thẩm Quebec năm 2021, trong đó cho biết Việc mà luật sử dụng điều khoản bất chấp điều kiện sẽ vượt qua các hành vi vi phạm các quyền cơ bản. Và phán quyết này là một chiến thắng cho chính quyền tỉnh bang Quebec, vốn đã kháng cáo nhưng phán quyết với lý do luật cấp tỉnh phải được áp dụng bình đẳng ở trên toàn tỉnh. Luật năm 2019 tuyên bố tỉnh này là một quốc gia thế tục và bao gồm một điều khoản cấm nhân viên khu vực công ở các vị trí có thẩm quyền bao gồm giáo viên, thẩm phán và cảnh sát, đeo biểu tượng tôn giáo khi làm việc và tòa phúc thẩm không đồng ý với tòa án cấp dưới, vốn đảm biển trừ hội đồng trường học tiếng Anh trên cơ sở rằng các quyền giáo dục ngôn ngữ thiểu số vốn không được đề cập trong những điều khoản bất chấp của hiến trương không được tôn trọng. Và chính phủ Quebec đã nhiều lần lập luận rằng du luật 21 là ôn hòa, được đa số người dân Quebec ủng hộ. Trong khi những người phản đối cho rằng du luật này phân biệt đối xử với những nhóm thiểu số bị phân biệt chủng tộc, chọn thực hành đức tin của mình tại tỉnh bang trên. Tiếp theo mời quý vị theo dõi những thông tin về đời sống. Thưa quý vị, hãy sẵn sàng, mùa xuân này sẽ chứng kiến một đợt ve sầu xuất hiện lớn nhất kể từ những năm 1800. Chúng cây chú ý vào năm 2021 khi mà có 1,5 triệu con ve sầu trên mỗi square feet xuất hiện ở miền đông Hoa Kỳ và nhảy xung quanh và bám vào mọi thứ và có ảnh hưởng đến Canada. Bây giờ, hãy tua nhanh đến năm 2024, khi mà các vùng của Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho một đợt xuất hiện về sầu quan trọng khác chưa từng thấy trong nhiều thế kỷ. Nhưng mùa xuân này, mọi thứ sẽ đồng bộ hóa. Giáo sư tài khoa khoa học bảo tồn và lâm nghiệp tại Đại học PC đã chia sẻ với báo chí thưa quý vị. Vì vậy, năm 2024, chúng tôi hy vọng một loài 17 năm tuổi và một loài 13 năm tuổi sẽ cùng xuất hiện ở cùng một khu vực. Sự xuất hiện hiếm gặp này đã không được nhìn thấy kể từ năm 1803 và sẽ không xảy ra nữa trong 221 năm tới. Điều đó có nghĩa là hơn 1.000 tỷ con ve sầu sẽ xuất hiện khắp vùng Trung Tây Hoa Kỳ, tập trung quanh phía bắc của Ineos. Nhưng bữa tiệc sẽ không kéo dài lâu khi mà những chú ve sầu xuất hiện. Chúng chỉ sống được vài tuần, sau đó sẽ có một chút lộn xộn nó sẽ dẫn đến một số côn trùng đang phân hủy và một số vấn đề xung quanh. Nhưng đó là một điều rất ngắn gọn và cuối cùng đó là một phần giúp cho hệ sinh thái hoạt động bình thường. Khi mà ve sầu xuất hiện, chúng có thể tác động đến môi trường theo nhiều cách khác nhau, cung cấp thức ăn cho chim và các động vật hoang dã dạ khác cũng như là ảnh hưởng đến hệ sinh thái rừng. Ve sầu làm thông thoáng đất và bón phân cho thảm thực vật xung quanh, khiến chúng trở thành một thành phần quan trọng của hệ sinh thái thưa quý vị. Ngày quốc tế gấu Bắc Cực thu hút sự chú ý đến biến đổi khí hậu kể từ khi mà báo cáo đặc biệt của tạp chí Times về biến đổi khí hậu năm 2006 củng cố một tính chất biểu tượng của gấu Bắc Cực bằng hình ảnh biển nổi về một con vật đơn độc trên băng biển thế giới đã bị mê hoặc bởi loài gấu phương Bắc này. Thưa quý vị, tuy nhiên gần đây nhất tình trạng của biểu tượng mang tính biểu tượng này lại gây nhiều lo lắng khi mà mạng lưới thời tiết đã đề cập đến tầm quan trọng của việc bắc cực ấm lên, những tác động của biến đổi khí hậu đối với băng biển và tất cả những điều này có nghĩa gì đối với sự tồn tại dài dẳng của gấu bắc cực cho đến cuối thế kỷ này. Mặc dù những câu chuyện này góp phần đưa tin về những tin tức cấp bách ngày nay, nhưng có lẽ một số video trước đây của các nhà chuyên gia đã làm sáng tỏ tương lai bắp bên của gấu bắc cực. Một nghiên cứu năm 2020 do Nature's Climate Change đã công bố báo cáo rằng gấu bắc cực có thể sẽ bị đẩy trên bờ vực tuyệt chủng vào năm 2100 do số ngày không có băng ở trên biển đang ngày càng tăng, khiến một số quần thể phụ thuộc được tiếp cận với nguồn thức ăn cần thiết để sinh tồn và đề cập đến những tác động mà việc tăng cường thăm dò có thể gây ra đối với địa điểm có gấu bắc cực. Những chuyên gia đã thảo luận về một nghiên cứu năm 2020 được công bố rằng họ báo cáo công việc khảo sát được các công ty dầu khí sử dụng để khám phá Bắc Cực không định vị chính xác tất cả ổ gấu Bắc Cực. Trong số 33 ổ được biết đến vào năm 2004 đến năm 2016, chỉ có 15 ổ tức là chiếm 45% được phát hiện, trong khi 55% còn lại bị bỏ sót và những chú gấu bắc cực con được sinh ra trong các ổ không thể rời khỏi nơi trú ẩn cho đến khi mà chúng được 3 tháng tuổi. Điều này khiến chúng có nguy cơ bị xáo trộn trong ổ liên quan đến ngành, vốn có một yếu tố gây thêm căng thẳng cho khả năng sinh tồn của loài này. Và ngày quốc tế gấu bắc cực vào 27 tháng 2 vừa qua năm nay, thu hút sự chú ý tương lai không chắc chắn mà gấu bắc cực đang phải đối mặt tại đây. Polar Bears International là một tổ chức bao gồm các nhà bảo tồn nhà khoa học và tình nguyện viên sử dụng sự lạc quan vốn có và niềm đam mê về môi trường để có thể bảo vệ sự tồn tại dài lâu của gấu bắc cực và môi trường sống đã cho biết những thông tin cũng như đồng thời cảnh báo con người chúng ta. Dư Lê xin cảm ơn quý vị theo dõi tin tức trong buổi tối ngày hôm nay và luôn luôn cảm ơn những ý kiến đóng góp cũng như là chia sẻ kinh nghiệm của quý vị dành cho bản tin. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo tại channel Tin Người Việt Canada.